Người dân sống tại cùng Long Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang rất bất an về một điểm đen tai nạn giao thông tại một đường cùng nằm ngay ngã tư khu dân cư xã Long Thuận, Mương Lớn đi đến đò số 11 thuộc xã Phú Thuận B. Liên tiếp 4 tháng đã có 3 người chết tại con đường cùng này. Mặc dù là ngã tư nhưng lại có một hướng lưu thông là con đường cùng. Phía sau con đường cùng là một cái bẫy đầy nguy hiểm, một cái ao và một cột điện chắn chính giữa. Mặc dù được rào chắn bằng lưới B40, tuy nhiên khi xe đi thẳng qua ngã tư, nếu quá đà hoặc lạc đường sẽ dễ đâm vào con đường này. Thì này là người địa phương dặn đây thôi, nhưng mà vẫn lạc bình thường, tại vì nó đà là cái ngã tư cho nên là chạy xuống cũng không có nghĩa là xuống là phải chạy thẳng. Chạy ra thì nó dễ rồi, nhưng mà chạy xuống là tức là bị tai nạn là trên chạy xuống không à. Cho nên là trên chạy xuống là lúc nào là cũng bị tai nạn hết. Cho nên là bây giờ là nhiều người nó đã gì. Hồi đêm hôm nay là cũng có một người đã chạy xuống đó nữa đó. Nhưng mà chạy vừa tới đó là đứa cháu là nó mới khoảng 12 giờ. Nó chạy tới đó thì nó có nghĩa là nó hết hồn, nó dừng lại là cách đó khoảng chừng 2 thước nữa là nó xuống đó nữa rồi đó. Là mới đêm hôm nay thôi. Vụ gần đây nhất xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 1. Nạn nhân là anh Sử Ngọc Tiền, 34 tuổi. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Ngự, trước đó Tiền đã nhậu xỉn, đến khoảng 4 giờ sáng mới chạy xe về nhà. Khi đến ngã tư thì lao xuống mương tử vong, đến sáng người dân mới phát hiện thi thể. Trước đó vào tháng 9 năm 2019, hai thanh niên cũng đã lao xuống đường cùng, tông vào cột điện tử vong tại chỗ. Hồi đó thì không có, giờ sẽ có cái đường này dứt mở rộng nó chạy thẳng chứ không. Mình ví dụ một người lớn mình chạy chậm chậm đâu còn đâu, còn tới mình biết rồi. Còn mấy nhỏ ban đêm nó uống rượu say đó, nó chạy thẳng không nguy hiểm quá. Điểm chung của các vụ tai nạn chết người còn do người điều khiển đã nhậu say, lưu thông vào buổi tối, khi tông vào đường cùng không ai phát hiện và cứu kịp thời. Sáng ngày 4 tháng 1, ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Ngự trực tiếp đến hiện trường khảo sát và chỉ đạo đồng loạt nhiều biện pháp để hạn chế tai nạn giao thông. Đã triển khai cho ngành kinh tế hạ tầng, công an giao thông, rồi phối hợp với chính quyền địa phương đã thực hiện một số giải pháp. Các bạn thấy là cũng có một cái giải pháp là lưới chặn và tất cả các cái biển báo là cửa ngõ ngã ba tư để cho chỉ dẫn cho bà con cái hướng là đi cho nó đúng, và đồng thời cũng bố trí 4 cái điểm đèn để mà bố trí phục vụ ban đêm suốt 24/24 để cho bà con biết được đây là một cái ngã tư giao nhau để cho bà con quá trình đi nó thuận lợi. Tuy nhiên thì sự việc xảy ra đó thì chúng ta thấy rằng là trong cái công tác tuyên truyền giáo dục của chúng ta thì có làm thường xuyên, tuy nhiên cũng còn một bộ phận là chưa nắm vững và chấp hành chưa tốt vấn đề luật lệ giao thông, đặc biệt là thanh thiếu niên. Một trường hợp xảy ra vừa qua các bạn thấy đó là thanh niên 34 tuổi mà qua một cái đêm nhậu qua anh em xác minh là nhậu 3 lần trong đêm. Cái lần thứ 3 mới là cái lần kết thúc cuối cùng chạy về là chạy hút luôn cái đường mà người ta đã chỉ dẫn. Đó. Cho nên mới xảy ra cái tai nạn giao thông đáng tiếc. Thì qua hai sự việc thì bữa nay là Ủy ban huyện cùng với các ngành liên quan xuống tại địa bàn để chúng tôi khảo sát lại, xem lại những cái giải pháp của mình vừa qua mình đã thực hiện rồi. Bây giờ nó còn vấn đề gì nữa để chúng tôi có một cái giải pháp mới và bổ sung thêm để đảm bảo làm sao cho cái mức độ, cái tính cảnh báo cao hơn đối với người dân tham gia giao thông ở cái đoạn đường này. Điểm đen tai nạn giao thông từ một đường cùng ở Cù Lao, Long Phú Thuận là hồi chuông cảnh báo cho những địa điểm khác cần phải có những biển cảnh báo, biện pháp ngăn ngừa thiết thực để triệt để những trường hợp đau lòng tương tự. Đối với những thanh thiếu niên thường xuyên say xỉn, chạy xe vào ban đêm cũng sẽ là lời cảnh tỉnh cần thiết.